Cô nhà ở đâu đựng? Ngoài sông. Ở ngoài sông ha. Ừ. Cái hoàn cảnh gia đình này là như thế nào cô? Cô có biết không? Thì nó bằng mướn mãn nông. Bữa có ăn bữa không vậy. Dạ. Yeah. Rồi xóm kiện cũng có gì kêu nó làm tiếp. Ừ, nại thê gì cũng nhờ tiếp ha. Ừ, tiếp mình trả tiền nó mua gạo ăn. Có gì ăn thì cũng cho mẹ con nó. Con đi xuống thấy hũ gạo nó thiệt tình á. Còn chắc chừng không tới 2 kg nữa. Ừ. À, gia đình là đồ ăn không thấy mà gạo thì cũng hàng hẹp nữa. Trời ơi, hái nhân lòng với gạo chạy nấu chấm nước muối không đó. Trời ơi. Vô thấy xô lên gưng thấy khổ. Dạ. Yeah. Ừ. Khổ dữ lắm hả cô? Đó mà trời mưa thì mừng được, thì không được. Trời nắng thì mừng cũng có gạo ăn. À. Là bình thường là không có đồ ăn là ngắt cái dao này dao kia xong rồi chấm nước muối ăn. À. Chứ không có nước tương ăn luôn. Không có đâu có. Dạ. Nhiều khi lâu lâu người ta từ thiện thì người ta cho được vài ký gạo với chan tương đồ ăn. Dạ. Hết vài bữa hết rồi. Con nghe nói là lâu lâu anh Linh Cường anh đánh gia đình anh có không con? Thì cũng khung khung mà. Dạ dạ. Khung mà. Dạ. Z2NFWRQZLD6. Thôi bơi. Thôi bơi. Ừ. À, lúc đó đánh là cô biết không? Không, hồi nãy con trò chuyện gia đình này, gia đình cũng xác nhận có rồi, không sao. Ừ, chứ cô không có ngại gì hết. Ngại tại vì nó cũng không, gia đình mà nuôi con không nổi, cũng hơi ấy vậy thôi. Dạ, dạ. Cũng thương con lắm mới nuôi nổi mấy đứa đó. Dạ. Chứ phải không ai dễ vậy nuôi nổi. Nhưng mà con thấy là dạy dỗ mấy đứa nhỏ là ngoan dữ lắm á. Vậy là ngoan dữ lắm rồi. Đi ngang thì cũng hỏi cô tư đồ. Dạ. Chứ lúc trước nó không có học hành gì chứ. Dạ. Chữ thì thấy cũng khổ lắm. Con đưa lên cái trường trên kia đó, rồi nếu thằng cha nó đưa có 2 bữa rồi về thì tiền xăng không có rồi ai mà chạy gạo cho nó ăn rồi nghỉ. Là đi vô trường cố gắng là cho học được có 2 bữa thôi. 2 bữa. Rồi thì xăng cổ không có tiền đi. Không có tiền đi rồi đi bằng mướn không lấy gạo nuôi lại chứ. Nếu mà đi rồi phải tiền xăng rồi phải tiền cho nó tụi nó ăn nữa đâu có được. Rồi phải nghỉ. Nghe nói mà đi nhà qua nhà kế bên mà coi lâu lâu mới được coi ké 1 lần để học trên đó. Qua tới bên kia rồi. Bên kia sông hả cô? Ừ, cách sông đó. Ờ, à, cách sông bên đây. Ừ. Ừ. Đó vậy đó. Ừ, lâu coi ké 1 bữa chứ nhà có gì đâu. Dạ, dạ. Nghèo mà. Quá trời nghèo quá. Có gạo ăn thôi. Hỏi con gắng học đi cho biết chữ ăn tới nữa mình. Hồi nãy con dơ lên cho bé áo cam cam á là nó biết chữ rồi đó. Thì mới đọc biết được hay đó. Đỡ mình nó dạ, dạ. Cũng sáng dạ. Sáng dạ đó. Ừ, nó cũng sáng dạ. Ừ. Nguyên gia đình là chỉ có mình bé đó biết thôi. Ừ. Coi thằng kia đâu rồi. Đi qua bên nội nó rước đi chơi. Người cô thấy cái hoàn cảnh ở đây mà ông bà cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ là cô thấy đúng không? Đúng rồi, cũng mừng chứ ấp này người ta không có cho, người ta thấy nghèo quá, người ta cũng hứa hoài người ta không có cho. À, giống như là mỗi ấp thì có cái trong chút đỉnh thì chi phí rồi. Ngoại hết. Ừ, à, chi phí nó chưa. Ừ. Kinh phí thì cũng nhầm khi nó cũng hạn hẹp, từ từ mới tính tới ha. Ừ. Ừ. Chỉ nhà... đó nước ngập này lên bao cao nè, à. Bắt ngày sàn tới ngoài đó đó, rồi leo lên leo xuống rồi mấy gài ngập quá mới dở đẩy đất vô nè. À là đất này là trong gia đình cũng đẩy vô đắp đây. Ừ đắp nè chứ bơ hổm nước ngập nhiều nè bắt chán đi ủng ủng rồi bưng cái nồi lên đi nấu ăn đó vậy đó. Trời thấy thương không? Vô hổ mẹ ăn cơm vậy nó rồi chạy luộc cái nhắn lòng. Dạ. Mà không có con cá nào hết. Vậy mà đi vô gia đình dạ. Cũng dán mà để quậy mấy cái ly cà phê mà cũng đục à chứ không có được đặt nữa. Đâu có biết làm dán, đâu. Không phải giống như là hiếu khách đó cô. Ừ, ừ. Hiếu khách mà tiếp lợi đẩy khách mà nước nôi nè. Ừ, nước đó. Nôi là quậy à, nha cho đòn nó dám uống đâu. Nói nậu ngay đi chắc mượn ly người ta vậy chứ nhà không có ly. Mượn ly người ta luôn. Ừ nhà nó đâu có gì đâu. Mà cơm còn không xong nữa làm sao có ly này đâu mà bữa nay có nước đãi với chú là cũng dữ lắm dữ lắm à, thầy cô ở đây là lối sớm hàng ngày là tiếp xúc mà biết chắc ngoài chắn sông là... À, là cô cũng hay là mướn cái chị này đi làm hả? Ừ mừng cỏ là cha nó cũng vậy kêu thì đi dắt cây dắt cô có mướn cái ông chồng không có à thì cho nó lâu lâu à dạ dạ xịt thuốc đồ kêu mừng cỏ bờ đồ cũng chút đỉnh này kia nọ thì cũng kêu nó tiếp. Mình thấy có cái bộ dáng này mà tối 5 người ngủ. Ừ. 2 chồng với 3 đứa con. Vậy chứ có chỗ nào ngủ cương thịt nhìn có bộ dạ. Giặt nào đâu để ngủ đâu. À, phòng quầy tổng quát nè. Ở nhà không có còn chỗ nào để nằm á. Thời em còn... bữa nay đắp đất lên là đỡ rồi đó. Bữa còn cô này thì đi ngủ ké. Cô này thì đi ngủ ké bên nhà bên kia. Ừ, ngủ ké. Vậy đó. Nó có gì đâu cưng ơi. Dạ. Kệ bà con mà giúp đỡ cho nó thì xuống viện ta cũng mừng.
Dạ. Nó có nhà nó ở. Nãy cũng thương gia đình nói một câu, ảnh bị bệnh mà ảnh nói một câu cũng nghe thấy cũng được lắm. Nó bây giờ mong ước cái chỉ là cái mong ước của ảnh thôi á, là cho cái nhà cho nó đỡ bị dột thôi, sửa lại thôi. Sửa lại thôi, chứ không có dám mà xin để cất nhà đâu. Tiền gia đình bà con ta có cho nhiêu thì mình làm nhiêu chứ. Dạ, cho nhiêu cũng quý. Quý. Yêu cầu đừng dột thôi. À. Đó. Bây giờ có tiền mà mua đủ đúng con cái mà che ngay chỗ ngủ thôi. Ừ, đó. Miếng ga vậy thôi chứ nó cũng bị dột rồi. À. Không được cô ông cưng này cũng vậy. Dạ dạ. Bị bệnh. Bữa hôm bệnh viện không biết qua bệnh viện bển người ta cũng tính mổ gì đó không biết rồi. À. Ta cũng ai mổ cô? Ông chồng hả? Ông chồng á, rồi người ta cho tiền cho gà cơm ăn rồi mấy bữa về thôi cũng đỡ đỡ đó. Dạ dạ. Tính là đặt rồi nó đi không. Này đứa kia còn đứa con trai nhỏ tuổi nữa hả con? Nhỏ tuổi nữa. Đứa kia như nghe nói 5 tuổi không? Ừ, 5 tuổi mà cũng không có đi học hành gì hết. À. Rồi chắc bà nội nữa mà bà nội nó cũng nghèo dữ lắm. Bển á, tôi khỏi dừng xem chứ. Mà từ cái nhà này qua anh kia sao không con? Cũng 2 cây số thôi. 2 cây số. Cũng người ta cũng... Ừ. Mà bên kia cũng nghèo dữ lắm luôn. Nghèo đỡ hơn chỗ này chút. Đỡ hơn chút thôi. Chút thôi, chứ không có... Phải nhiều là người ta rước cháu người ta ra nuôi tiếp rồi. À, bởi vậy bên kia cũng khó khăn già, mà còn ấy nữa. Khó khăn mà. Già thì 200 giờ đâu có tiền đâu luôn. Ừ. À. Để nay cha nên mừng mướn cũng bữa có bữa không cũng có gạo ăn hơn bển. Bển. Người cô thấy chương trình mà con ghi hình á, để cô bác Mạnh Thu Quân xem á, cô có mong ước để giúp đỡ gia đình này như thế nào không? Có, cũng như dạ. Nghe nói thì cũng có ao ước cho nó được cái nhà lành, cho nó ấm cúng đi. Rồi cô ở người ngoài thôi cũng ao ước có một cái chỗ ha. Đi ngang ai cũng tôi cũng nhắc nhở hoài đó, thiệt tệ ấp này không ai cho nó được cái nhà chứ. Thấy như vậy mà không có cho gì hết chứ. Dạ, thôi chắc để từ từ hay sao. Chứ nói thiệt nếu mà ở đây mà không có người giới thiệu là chắc cũng không ai biết đâu. Không ai biết chứ người ta không có cho. À. Người ta cho thì giống như dòng họ người ta đã cho hết rồi. Còn nhỏ này đến sau thì cũng có người nói chút, người ta cũng nhín cái chủ mà hơi đỡ hơn cho nó. Dạ dạ. Thôi bây giờ chuẩn bị mưa tới là thấy gia đình đang rầu á. Đâu mướn đâu, bữa nay không ai mướn mận nữa lấy gì. Đi với mưa. Dạ. À, cảm ơn cô nhiều nha. Cô nói sớm mà có tiếng nói vậy là quý dữ lắm á. Bây giờ trời mưa mấy anh cũng mấy chị cũng vô trong. Dạ nghe má. Bữa nay có Mạnh Thường Quân của Trà ấy quên Bạc Liêu ghé thăm mấy cháu. Dạ. Này. Anh này không á? Ừ. Dạ em chào anh ha. Để vô hỏi coi mấy đứa nhỏ này nó biết dạ. Chú này không? Con ơi con biết chú này không? Chú này ạ. Biết không? Chú Tiến. Dạ. Biết sao nó nghe. Chú này hả con thấy chú này dạ. Bán kem à. Rồi chú này có cho con gì không? Có giúp con gì không? Có không? Dạ có. Có nhiều lần lắm đúng không? Dạ. À, được. Con không được. Dạ cũng hay giúp gia đình này ha. Dạ dạ. À. Rồi sao nãy em kể cái nào cái. À, được quá không sao. Không sao sao. Thì đi bán ngang thấy cái hoàn cảnh của nó khổ thiệt mà vậy thì xích vô đi Lâm, vô đây đi Lâm. Mời chị đó vô đây với tụi em luôn đi chị. Mời chị. Tại chị ở hàng xóm nè, chị cũng lấy chứng kiến là cái cảnh khổ vậy lắm. Dạ. Thì cũng cái hoàn cảnh là do em đi bán ngang thấy anh khổ ở địa phương á. Rồi cũng lao động cực khổ rồi nuôi mấy cháu nè. Vợ thì cũng bệnh nữa, rồi ảnh lao động giết rồi ảnh cũng bệnh theo luôn. Rồi ảnh đi về, nãy nghe em nói kể. Tôi kể đang mò cây dưới sông. Rồi ảnh mò cây rồi dưới sông rồi thấy khổ rồi con thì đối chung rồi tới cũng bữa cơm mà cũng có chưa có cơm ăn mấy đứa thấy khổ của em cũng lại cũng giúp đỡ chút đỉnh nhưng mà thấy cũng không có gọi là nói chung là cũng thì giờ không có biết gì nói sao. Tôi với bà con thì hồi nãy thương lắm em nè, em nói là thấy anh chồng nè vớt cây đi làm thuê vớt cây người ta ngâm ở dưới sông á, thì thấy anh này dạy ngang mà con đói quá trời mới kêu nè thôi em ghé em bán thiếu cho anh bánh mì đi cho con anh ăn đi rồi hôm nào anh làm có tiền anh trả rồi em này thấy vậy thương mới ghé cho có không anh nói anh nói đi chứ anh đừng nào có không anh bữa đó mình hết tiền luôn hả em biết đâu không, cho anh đi vào.
Đâu hôm bữa là anh làm ở đâu? Xin phép anh hả? Với cây xong của người ta. Là anh thấy anh bán bánh mì này hả? Cho anh nói làm sao? Nó cũng như tiếng mì bán bánh mì cho nó đi rồi mà bữa trả tiền. Tiếng nghe thấy gì nó cho. Con lâu quá đó. Lúc đó là không có tiền mua ổ bánh mì luôn. Mà ổ bánh mì bao nhiêu tiền anh? 10 ngàn. 10 ngàn thôi mà cũng không có tiền mua cho hai đứa nhỏ này ăn luôn. Dạ. Con mình đói xót ruột quá. Là lúc đó là mua thiếu luôn. Dạ. Cho luôn chứ không mua thiếu đâu. Thì nói từ thì mình cho luôn. Nói mua thì chứ ảnh thì nói mình mới mua thiếu gì chứ trong lòng mình là cho rồi đó. Dạ dạ. Chứ mình thấy gì là mình cho rồi đó. Lúc đó là anh thấy mấy đứa nhỏ này nó đói dữ lắm hả? Thấy nói chung là hoàn cảnh ra thì cho lòng ai nó cũng vậy, thấy nó cũng con nít, mình cũng có con nhỏ, thấy nó cũng đói là nít đói là mình biết rồi. Đó, nó mừng, thấy mừng. Mình nó có nít tối là mình biết liền, mình có con là mình biết. Thương dữ lắm bà con, nãy ở ngoài nghe nó nói mà mình cũng rất là xúc động. Chị ơi, em cũng nghèo lắm nhưng mà em thấy nhà em cũng có con nít mà em nghe ảnh nói vậy em chịu không nổi. Em chịu không nổi là em ghé em cho. Rồi cũng nghe cái chị hàng xóm nói là bữa thấy em này nó không có kể vụ bánh lọt. Mà nghe cái chị hàng xóm chị nói là thấy mấy đứa này vậy đó nên thấy người ta bán bánh lọt, nghe ăn mua cho 5 bịch bánh lọt chà bá lửa luôn vô, trời mừng dữ trời luôn. Cái bịch bánh này là một tháng trời nó mới được ăn lại đó má. Bánh của má là mừng dữ trời luôn. Còn mấy cái ly nước này đi mượn ly đó má. Trời ơi. Mấy cái ly này đi mượn ly nè, cô ở xóm nó đi mượn ly đó. Bởi vậy nó thiện với bà con nha, nãy vô chị pha nước là em có nói rồi, thôi chị pha ăn chi. Nhưng mà tụi em thật sự không dám uống đâu bà con. Tại vì bà con biết sao, em không dám uống. Em thấy cái nhà như vậy mà đi lo nước nôi cho tụi em thương dữ lắm. Mà em lại em mời bà mẹ một ly, rồi cho hai đứa nhỏ hai ly nữa, rồi chừa đây lát cho vợ chồng con cái uống, chứ tụi em đâu có dám uống. Coi như chừa phần cho tụi em mà. Mấy cái bầu gạo lên còn không biết được 2 kg không nữa. Mà đồ ăn thì hết rồi. Thôi thương quá. Ăn rau quá má, ăn rau mà chấm với nước muối á. Hà ngắt mấy cái đọt rau muống với mà lục bình trên trước á, chấm nước muối á, chứ nước tương cũng có chấm luôn đó. Cô sớm nói rồi má. Lâu lâu người ta từ thiện cho đựng chai nước tương thì ăn vài bữa hết rồi, đâu còn dư nữa đâu. Thôi. Quá trời rồi đó. Ảnh với chị hiền quá. Thôi lát. Là bà con biết rồi. Nào một lát để bà mua cho một mớ nước tương hen, dạ. Gửi chú Lâm ăn về hen. Ăn dạ, xịn nước tương. Dạ. Nè. Đứng lên coi, hai đứa đứng lên coi. Nè nè, con lại con ôm chú này cái cảm ơn chú đi. Rồi giờ bữa có dạ. Có mì ăn nữa nè. Trời ơi thiệt. Người ơn. Người ơn. Đi học đi là cũng không phải đi qua coi ké TV người ta mà giờ biết chữ rồi đó má. Nãy đưa coi thử đọc được rồi. Hai đứa chịu đi học không? Chịu. Nó cũng mấy đứa nó cũng sáng dạ lắm mà cái nó giờ nó không có điều kiện đi học. Giờ vô học lớp 1 đó, mình lớn mà mình học lớp 1 đó, tại vô khởi đầu mà chịu không? Dạ. Đứa này chị hay đứa này? Chị này chịu. Chị chịu đi học không con? Chịu. Em nó lành hơn. Dạ. Nó lớn giống bà đó. Sáng lắm. Rồi bây giờ nè, nếu mà đi học thì ông đóng tiền trường cho đi, rồi ông mua cặp sách cho con đi học, nhưng mà con có thích học không? Dạ thích. Chị thích không? Rồi ở nhà mình tạo điều kiện chở nó đi học rồi đưa được nó đi học được không? Rồi con thì sáng đưa đi học rồi chiều rước chứ. Không kìa, chị nói không. Con mình bây giờ chị... con có biết chạy xe chị gì chứ. Nhà không ai biết chạy xe. Không ai biết chữ, con mình bé không cầm biết chữ luôn. Thì nó đi bộ được không ta, đây ra đó gần. Qua sông phải qua sông nó chậm. Qua sông anh đưa nó qua sông được không? Dạ được. Rồi con đi bộ con chịu đi học không? Chịu. Xa lắm, nãy bà vô bà thấy chứ xa lắm. Ví dụ mình có gì võ lại em đưa nó tới trường không được hả? Dạ còn ảnh bệnh gì đâu có đi sợ đấy. Sợ chạy giữa đường bệnh rồi sao? Cái nước đưa xong nó đi bộ thôi. Mướn người ta thì sáng cái đường số. Vậy không sao. Vậy con đi bộ chỉ vài năm cái lên lớp cái là đi xe đạp được, cái là mua xe đạp mình đi. Dạ. Không, cỡ này chừng dài năm nữa đi xe đạp, dạ. Qua năm sau chừng chạy xe đạp nhỏ nhỏ được rồi đó. Dạ. Chứ chúc ông bà rước về chảnh luôn gì đâu ở đây. Không, ông bà rước về chảnh luôn, hiểu học luôn. Hiểu không con? Đi về đã đi rồi ông đưa đi học cũng đưa đi xe hơi nữa đó. Hiểu không? Con ở đây với cha mẹ con à. Thôi vậy là nhất quyết đi học ha. Đó bà con thấy không, con gái rượu nè.
ở đi xe hơi không chịu mà ở đây với ba mẹ khổ cỡ này mà vẫn ở. Đó, như vậy là rất là quý. Biết công ơn cha mẹ là coi như là dù có nghèo mình cũng quý cha mẹ mình, đúng không con? Dạ. Trời, thương ghê luôn. Ở nhà ba mẹ không ai biết chữ mà già nó ngoan cỡ đó đó ba. Thì nghe nãy nó kể là hỏi Phong hỏi ai dạy, nó nói mẹ dạy mà. Mẹ dạy vậy là rất là tốt rồi. Chị hai thấy em không? Nói đúng ra con người mình không biết giàu sang gì, phú quý gì mình không biết, trí thức gì không biết. Nhưng mà con bé này là tôi thấy là phép tắc nè. Phép tắc nè, biết phép tắc, mẹ nó dạy phép tắc là được rồi. Biết coi như là lễ phép. Lễ phép thì nửa lớn nó sẽ biết kính trên nhường dưới, cái điều đó là quý nhất luôn. Nói con gắng học đi nè, sau này có đi lên Bình Dương đồ làm không biết chữ, điện thoại đang điện gì khi lạc rồi làm sao. Cái hỏi con biết chưa, nó biết. Đi bộ chừng năm. Thôi cảm ơn em trai rất là nhiều nha. Rồi có gì mong ở đây là những ổ bánh mì cũng làm ấm lòng gia đình coi như là đang coi quan sơ lạnh lẽo như vậy cái gia đình. Dạ. Mà yên tâm đi, vài bữa là có Mạnh Thường Quân cho gia đình này ấm cúng rồi, mấy ấm rồi, ấm cúng rồi. Có niềm vui không á? Niềm vui rất là to lớn. Đừng có nói bé gái nó quá hả? Nó khóc á. Nãy nó khóc dữ lắm rồi đó. Nó thương mẹ nó với ba với gia đình nó dữ lắm. Thì tụi con cũng lớn thì con cũng đi bán vòng vòng nè. Rồi cũng theo dõi gia đình. Cuộc sống thì chúng cũng đi coi mấy đứa cũng dạng như mà đi học rồi coi sao vậy đó. Anh chị em cũng đi bán vòng vòng sớm có gì em đi về điện đường đó em cũng ghé em thăm chừng mấy đứa nhỏ này lại thăm chừng giúp thôi vậy là quý rồi, cảm ơn em. Con nói gì với bà đi, bà thương con đó. Sao? Con cảm ơn bà nhiều lắm. Có cho gì đâu cảm ơn. Không có cho. Mày cho bánh con. Con mình bánh rồi. Bởi vậy bà con thương em nha. Em không có tiền nhiều nên đó ngày em dụ đít không bánh kẹo thôi chứ không có gì. Vậy cho tiền đi học luôn đó. Ông quan tâm cho tiền đi học nè. Con cảm ơn ông đi. Nhưng mà con phải ráng học nha. Dạ. Cảm ơn ông đây. Lâu lâu là ông phải hỏi thăm con biết chữ tới đâu rồi đó. Dạ. Ê mà hai chị em nha, chị chịu đi học không? Chịu. Hai chị em dẫn nhà đi học. Đi học phải hỏi nè, có cây xanh không? Dạ có. Vậy là mừng rồi. sợ nhưng mà chị này rất là giỏi, vậy là giỏi lắm rồi. Dạ. Có cây xanh đầy đủ. Ở ấp ta thấy. Rồi vậy là bây giờ lát chính quyền địa phương xuống là bà sẽ gửi gắm, rồi bà chuyển tiền, ông xin tiền ông nè, chuyển xuống cho con đi học nha. Dạ. Rồi thôi, vậy là cũng yên tâm được cái chữ cái nghĩa cho mấy đứa nhỏ rồi. Mừng dữ không con? Em mừng. Chị hai đáng theo em đi học nha. Chị hai hiền quá, thương chị hai quá. Có ăn hiếp chị hai không? Dạ không. Dạ. Ừ, thôi. Rồi với cha. Dạ. Bình thường đây mình nấu ăn lấy nước gì chị? Em nấu nước lù, có phải lù đó. À, nước lưu rồi kia ha. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Cái lưu mà. Có cái lưu hả? Dạ. Vậy bây giờ nếu mà sử dụng hết cái lưu nước này, chị nấu nước ở đâu? Thì cũng đi xin lưu hàng xóm, đi xin nước hàng xóm gì nấu. Trời ơi, là cái lưu nước này chị nấu đồ, nấu nướng đồ ăn hả? Dạ. Em thấy nó cũng đục lắm á nha. Dạ. Rồi chị uống ở đâu, nước uống ở đâu? Nước uống thì em nấu, cũng như em vô nấu. Lấy nước đó nấu hả? Dạ. Rồi trời mưa không có, trời mưa thì đi qua hàng xóm đi xin. Dạ. Chứ cũng đâu có tiền đâu mà để đổi nước hả chị? Dạ. Ăn cơm. Chị dạy cho bé này thấy vậy nó cũng ngoan dữ lắm á. Dạ. Trời, thấy thương quá. Cho mấy bánh nó mừng nè. Bé này nó lanh lẹ hơn, nó dễ tiếp thu hơn. Dạ. Bé này nó khờ. Hơi khờ. Dạ. Chị đi làm vậy thì có bữa nào nó mệt quá không? Có, khi mệt, khi không. Mấy bé về, bé nó có hỏi gì chị không? Có, nó hỏi mẹ mệt không mẹ. Ngày cái em cũng nói dốc, nó nói cho nó vui á. Nói là mẹ không có mệt. Mẹ suy gạt ha. Dạ. Mẹ suy gạt con, nói mẹ nó không mệt đó con. Chứ đi làm mà sao không mệt đúng không con? Đúng rồi. Ừ.
À, đang mà anh ở đây đang đi cũng đi dước sách thêm vô đó rồi mời cô bác. Ừ. Bữa nay là do có khách khứa với mạnh thường quân vô nè nên gia đình mình ở nhà ha với cô anh chị ở nhà. Ăn uống là cũng chưa ăn luôn. Chứ bữa nay là gia đình mình dự định là ăn cái gì chị? Không có gì ăn. Nấu gạo rồi kho khô quẹt bỏ muối vô cho nó ăn. Khô quẹt bỏ muối ha? Dạ. Bỏ muối hay là có gì thêm không chị? Không có gì thêm. Muối vậy thôi à? Dạ. Ăn cơm với muối. Củi này cũng có ít hả chứ đâu có nhiều đâu. Quá trời quá đất cả nhà. Đất này là đất sao chị? Đất này của mẹ em cho. À, là mẹ ruột chị cho hả? Dạ. Con có mơ ước gì không con gái? Con mơ ước có một cái nhà. Mơ ước có một cái nhà hả? Và cho chữa bệnh cho cha. Rồi mẹ mua đồ ăn thịt cá mẹ nấu. Bao lâu rồi con không ăn thịt cá? Gần một tháng. Cũng gần tháng hả? Con thích ăn thịt với trái lắm hả? Thịt cá nó ngon lắm đúng không con? Đúng rồi. Tháng mấy nó chưa ăn hả chị? Con có thèm dữ không? Không. Sao vậy? Tại vì con biết là mẹ mình không ra tiền. Trời thấy thương không? Cũng chi tiêu này kia nọ với thuốc cho ảnh nên là chị cũng đâu có dám mua thịt cá ăn hả? Dạ. Ăn thịt gì con? Con ước vậy mẹ con có tiền mua thịt heo với cá. Ăn thịt heo hả? Trời thấy thương ghê hả con? Mơ ước chỉ có thịt heo để ăn thôi. Mà ăn là lâu lâu mới ăn một lần chứ không có dám mà ăn nhiều nữa. Sáng này mưa gió này làm gì có. Dạ. Ở dưới đây ai hầu như thấy cũng đường xá khó khăn chắc người ta cũng làm kiếm tiền cũng đã đời á. Rồi là giúp là cũng san sẻ phần nào thôi chứ. Đâu có cho được đi ngang dạy nó hỏi đâu. Dạ. Đi ngang kìa ở bà cô nó cũng hỏi. Là bây giờ nếu mà ông bà thương ông bà giúp đỡ giống như một là chỉ bệnh cho ba hay là để sửa là cái nhà thì con tính sao? Con muốn mừng. Không nhưng mà con muốn là chữa bệnh cho cha hay là sửa là cái nhà? Muốn chữa bệnh cho cha. À đúng rồi, hay quá nè. Đúng rồi, bé nói đúng rồi đó. Cha cho hết bệnh này cha để mừng mướn nuôi. Đúng rồi, bé này là biết suy nghĩ nè. Bây giờ giống như là ông bà chỉ cho một cơ hội mà con chọn vậy là để cứu cha mình đúng không? Chứ có, nếu mà có nhà mà không còn cha bên cạnh thì đâu còn ý nghĩa đúng không con? Cái này khôn lắm á, khôn mà ngoan. Là nguyên gia đình là mình ăn khô quẹt vậy luôn. Rồi. Hai rau. Chạy không muốn một bình với sông rồi. Dạ. Luộc. Chập mấy sông thì ra hèn chi thấy mấy cái bụi lục bình nó cũng bị lật hết trơn. Cũng làm nham mà. Con có da ngắt không? Có. Da ngắt hả? Ngắt luộc á. Không phụ gì được phụ hả con? Để chúc ông bà vô trò chuyện để giúp đỡ con ha. Dạ, bà cho tiền đi học không? Ủa cái áo mẹ con bị gì á? Áo mẹ con bị rách. Sao không lấy áo mới bận lấy áo này ra bận vô? Không có mua, không có tiền mua nên cho mà. Nên ông bà cho thôi. Bận cái áo rách nè. Con sợ áo con lành quá mà áo mẹ con rách rồi. Này, mẹ con đi rụm với cha. Rồi người ta thấy tội nghiệp người ta cho á. Rồi cái xong mà mẹ con bận cái nó dướng vô đình. Mẹ thương vậy không? Trả lời tự nhiên lắm, thiệt tình lắm.
Rồi tối con nằm sao đâu? Tối mẹ cha nằm đó, mẹ nằm đằng này, con chứ hai nằm giữa. À. Chứ em. Còn em nữa nằm giữa luôn hả? Ừ. Em con nằm giữa nhất luôn. À, em nhỏ nhất thì nằm giữa nhất. Ừ. Nằm thấy chật dữ không? Không. Trời ơi. Nằm như cá mồi luôn mà nó không chật. Thì bộ dáng về mà năm người thấy thương ghê không? Quá trời nằm ngang nữa chứ không phải nằm ấy nữa. Coi dưới đây nè. Dưới đây thì thấp chấm mà. Trời mưa cái này chắc dột thôi. Dột quá từ anh Duy anh lấy cao su thôi. Cái tấm bạc này hôm bữa là ai che vậy con? Hôm bữa là cha con tỉnh, cha con che. Ờ, tấm bạc là cha tỉnh thì cha che lại. À. Bệnh đâu có leo được. Bệnh thì không dám leo chứ không có cho leo đâu. Ừ. Nhưng mà một tháng thì cha có lên cơn nhiều lần không? Dạ, ít khi lắm. Ừ, ít khi ha. Ừ. Lâu lâu mới bị thôi. Ừ. Lúc trước cha đâu có bệnh não là cha cho mẹ ở nhà. À, lúc trước là cha không bệnh thì cho mẹ ở nhà. Ừ. Lúc mà bệnh quá thì cha mới ở nhà mẹ đi làm. Dạ. Ừ, vậy là người chồng cũng có trách nhiệm, cũng thương nè, thương vợ con nè. Mới cơm mới lối chết. Sớm à. Ừ. Mày hỏi tao kể cho. Cái đường chạy đi hết chỗ nối luôn. Quá trời nguy hiểm rồi. Thôi chừng té nha anh. Quá trời chơi rồi. À, địa phương lại tới à. Ủa, gì cô? Sao cô? Nó đang có tiền, không dám mua chịu ta. À, là sao mua chịu gì cơ chị? Có bị, thì nó ăn đi. À, ừ. Là sáng giờ chưa ăn, bây giờ là tính đi mua mì gói. Ừ. Mua thiếu hả? Mua thiếu. À, sao con? Không dám đi. Là sao con nói cho chú Phong nghe coi. Ừ, tại vì con sợ. Ừ, con sợ hay sao? Con sợ anh ta chửi. Chứ hôm bữa giờ mình có thiếu tiền chưa? Nhưng mà lúc trước là không. Ừ. Bữa giờ cũng chưa hả? Ừ. Sợ đi lại mua thiếu người ta chửi ha. Thì chị hỏi nha. Đi con. Nhà chú đó cho mọi người đi mua. Quá. Ừ. Giờ tính đi mua mì mà không có mì ăn rồi sợ mua thiếu sợ người ta chửi. Ở chú Phong cho ha. Ừ. Cho đi mua mì nhưng mà gần đây không? Gần không? Gần. Để chú Phong lấy tiền cho. Mì bao nhiêu con? 3.000. 3.000 gói ha. Ê chết cha chết rồi. Làm gì chú Phong đi con? 4 gói rồi. Chú Phong cho 20 đi, mua đỡ đi. Ừ. Đây cái mít đi, chú mua mì đại về nấu ăn nha con. Đi cho chừng té đó. Đại đi về nha. Mua mì không có tiền đi mua thiếu đâu mà cô bác. Thương ghê không? Đi mua mấy gói mì không có tiền nữa. Dạ. Đi cái chừng chân đó con, cái cầu đó. Ổng lạc bây giờ không biết ổng đâu luôn. Vậy là chỉ có hai chú này là bên đại Trần Thanh hả? Không có, anh chú này với cô vợ là chú. Trên YouTube Phong Nguyễn. Phong Nguyễn có coi Phong Nguyễn không? Em công chuyện tôi buồn em cũng có. Đây thì dạ. Anh đây là trưởng ấp. À, đây. Chị trưởng ấp thôi. Dạ chào chú chị. Chú này thì bên mặt trận. Trận xã. Có chú mặt trận ấp trong này nè, ông dạ. Chợ ông đang chạy về. Thì thấy hoàn cảnh đây là thấy cũng thương quá trời. Khó khăn quá. Đi mua mì đi mua thiếu. Dạ cái không còn đồng bạc hay gì. Dạ. Tại bình thường đi lụm da chai ngày 20 hay mấy ngàn thôi. Nước nó nấu hay gì vậy? Dạ. Sáng có mấy ly cà phê không dám uống chừa cho mình. Dạ. Cái ly thì mượn nữa. Dạ kêu nhà uống đi chứ mình đâu có uống đâu, mình uống rồi. Để à. Tan hết tụ. Rồi. Đỡ đói đi. Giờ muốn với lục bệnh đây ngắt giết nó làm nhầm luôn rồi. Nó lên không kịp để ăn luôn rồi. Thế mình nói cho cô bác mà thương giúp đỡ thôi chứ thấy thương quá trời. Nó quay
vô nhà đây là gió lớn chắc bay. Ok, dừa này cũng không có trái da kẹp luôn nữa. Nói chung có gì thì giống như là ăn được cái gì thì ăn hết rồi. Khổ quá. Lúc quan trọng là sao cho tụi nó đi học đây, đằng tương lai sau này đỡ nó còn biết chữ, nó còn đi làm được nữa. Đang mơ ước là được ăn thịt heo á. Trời ơi, chắc lâu lắm không? Lâu rồi, tháng mấy chưa có miếng thịt heo á. Cá cũng có ăn nữa. Mơ ước có miếng thịt heo ăn á. Chắc chiều nay nó có thịt heo. Dạ, cũng mong mong cô bác giúp đỡ có thịt ăn. Chiều nay Phong cho nó 1 ký thịt ăn. Dạ, được quá. Cái đó còn giúp được. Tại vì trong khả năng được chứ. Nó ăn thịt heo chứ không dịch bữa. Dạ. Cái ăn muối, ăn quẹt mà muối ấy lỏng lỏng và chấm ăn à. Không có nước tương nó biết rồi. Dạ. Nó đi mua mấy gói mì có mấy ngàn bạc mà không có nữa, phải đi. Thì dạ. Hàng chi nãy giờ kêu có lưỡng lưỡng. Đứng hoài đâu có tiền đâu đi qua. Dạ. Còn đưa tiền ra lật đật giọt đi liền. Nói sáng dậy dựng nấu. Nấu cho tụi nó ăn luôn nha em. Dạ. Chị gia đình ăn luôn. Ba bát gì đó. Sáng giờ chưa ăn gì. À. Anh chú Năm Thanh tới hả vừa? À. Là bên mặt trời. Dạ dạ. Dạ, dạ. Dạ. Chào. Coi gia đình nấu nướng sáng giờ. Giờ tới giấc trưa bây giờ trong gia đình tranh thủ để nấu đồ ăn. Giờ anh đi làm gì anh? Múc nước này nè, vô nấu. À, múc nước vô nấu, anh làm đi, anh làm hàng ngày, làm sao thì em quay cho ông bà cô bác xem. Ôi ơi, nước kìa. Nhà lá nó nước quá vậy. Nước nó vàng chạch à. Giờ giờ anh cầm anh đổ anh nấu đi. Nhà lá. Cái thuyền này đi lên đi xuống cũng trơn lắm bà cô bác. À, đi dễ bị chợt lắm. Là nước đó anh nấu rồi mình cũng uống luôn hả anh? Dạ. Nghèo ăn mì. Dạ. Nghèo ăn mì thì người ta chửi nó chứ. Dạ. Đúng rồi phải không? Tại thấy không, nhiều khi khó khăn đó, đi mua mì không biết người ta nghĩ là có tiền trả không, nhiều khi người ta không bán nữa. Ai cũng sợ. Bữa nay mấy chú cho tiền mua rồi, có mì ăn rồi. Dạ. Cho đỡ đỡ thôi, cho đỡ đói thôi, chúc mấy anh chị giúp đỡ cho nó. Có giúp đỡ thì mừng. Bữa nay chắc anh cũng mừng dữ lắm hả anh? Thấy thương anh quá à. Nghe chị nói là lúc trước anh cũng làm lo chị lắm. Bệnh này anh mới ở nhà, chị mới đi làm. Nó không quẹt con trái nữa. Con cái rồi. Vậy nó im á. Ba cái lá dừa nó im, nó cái. À. Nó vừa nó muốn bị ướt ha. Dạ. Khách chị ha. À, ướt nhem mà. Ướt nhem. Nó im lắm, trời mưa. Nắng nó khô. Đó, trên đó nó khô khô rồi đó. Bỏ vô trong luôn. Bỏ trong nó cháy, anh bỏ trong nè. Thì trên đây nó ẩm, nó nhiễu, nó dút. Ừ. Nước nó thấy vậy chứ nó hầm hầm nó dút ba nước này vô nè. Nó im. Ăn kìa, lấy về đi tô rồi đi rửa đi, mà múc cho con nó ăn. Tô rửa rồi còn quay. Anh đi lên chợ anh nhắc ít vô muối chứ bỏ vô ăn cho đỡ ngán. Vô muối nấu mì cũng ngon lắm. Lại luôn, không cháy luôn, nội kìa. Gì chị? Không cháy luôn. Không cháy luôn, dán đi. Không quay thêm cho ông bà cô bác biết cái sự khó khăn của gia đình. Ở đây thì lông trông quá trời à, chưa có đủ đất để đắp đây nữa. Còn cái tủ này nãy thì Phong
nghe gia đình chia sẻ thì anh thấy người ta dục hay là người ta cho rồi đó, lụm này về bỏ ba cái giấy tờ quan trọng đây treo lên cao, giấy khai sinh rồi với giấy tờ gia đình đó, treo lên. Rất là lòng trong. Cô nằm nghỉ nha cô, đợi chút ăn mì nha cô. Thầy anh đang đi ra ngoài để rửa mấy cái tô chút ăn mì đây. Kêu gì vậy? Hả? Rồi. Nhiều không? Dạy xe. Dạy xe cho chị. Phải đi qua giờ chiếc xe anh. Ai kêu ấy cái ba mà đi. Dạ. Bà kêu dỡ xe không? Dạ. Cà phê lúa hả chú? Cà phê lúa. Bắp đầu khoai, khoai lau mà, khoai lau chảo bò, khoai bò, tiêu cậu kẻ đỏ ớt. Chắc tư hoặc là vô kệ đây cô bà ơi. Đi mua mì sao mà thấy lâu quá chưa vậy anh? Lâu lần này nè. À. Nhà ông Bình nói vậy. Lâu lần này. Đi thẳng xuống đây luôn, không có ghé ăn sáng hả anh? Dạ. Đi thẳng xuống đây luôn, không có ghé ăn sáng hả? Sáng có miếng chút xíu rồi vậy. Em Phong Nguyễn. Dạ. Chị vô thực tế ở đây chị thấy làm sao? Anh ơi. Để chị làm đi, qua bển vợ xe chị chắc kén lên bao. Em thì đi ngay đây về, ngay đây hàng ngày mà. Hôm nay là qua. Này là hộ nghèo quá em hả? Dạ dạ. Anh đang quay hay gì? Dạ. Quay em nữa hả? Dạ, có gì đâu. Từ đầu đi. Ừ, bữa nay chị thấy cái hoàn cảnh ở đây là địa phương chị thấy sao? Thì ở địa phương thì em đây là hộ nghèo của ấp em thì em biết cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhà ở thì lụp xụp, không có đất sản xuất nữa. Thì gia đình thì đông khẩu mà hai anh với chị thì trong tuổi lao động chính mà ai mướn gì thì làm đó thôi. Chị chức vụ như thế nào chị? Em thì trưởng ấp ấp này, ấp Ninh Định. Chị tên gì chị? Em tên Lê Thị Tú Nguyên. Biết cái hoàn cảnh khó khăn thì mấy anh chị đây Mạnh Thường Quân giúp đỡ được cho gia đình có căn nhà, rất là cảm ơn. Chưa giúp bà chị? Vận động có giúp được thì cảm ơn. Thì chị thấy hoàn cảnh đây là chính xác là khó khăn ha. Hoàn cảnh khó khăn dữ lắm. Nhìn gia đình nhà cửa thấy toàn là người bệnh không à? Người già với trẻ nhỏ. Có hai người mà chị đây bà cũng bệnh nữa. Bị bên bú cổ rồi chị, với bên cái khớp gì đó. Khớp. Khớp đi lụm da chai nghe đâu có nhiều tiền đâu. Với hai chồng ai mướn gì làm đó vậy? Đi cưa đi cây đồ này kia người ta mướn. Đi chở cây, đi xả cây. Người đẩy đất, ổng người đẩy đất. Ai mướn gì làm đó. Chung gia đình cũng chịu lo làm ăn hả chị ha? Thì cũng phấn đấu làm ăn, cũng lo làm ăn dương lên mà dương không nổi. Tại chưa có cái điều kiện, chưa có sự giúp đỡ nào á. Là chưa có thể nào mà tự dương lên được. Chứ nếu mà có nhiều bàn tay tiếp sức thì có thể là gia đình mình có vượt qua được hả chị ha? Thấy thương không? Mua mấy gói mì không có tiền giờ. Mua xong đi về nè. Rồi hôm qua xin phép cảm ơn chị ha, để chút trò chuyện tiếp rồi. Không, em quay tự nhiên hả? Bởi sao? Đâu? Mua được mấy gói mì đâu? Qua bên Bà Loan bảnh bảo quán vàng mà. Hả? À? Mua được mấy gói này hả con? Bà nghĩ bán lâu rồi. Còn dư sao con không mua hết? Con bán hả? Dạ thôi. Đây ông bà cô bác. Mua có 4 gói mì à. Xin đây là chú Phong hỏi coi. Xin đây là chú Phong hỏi nè. Sao con không lấy tiền hết mua mì hết luôn? Dạ thôi, mẹ với cha với con với cha ăn ít lắm. Ăn ít hả? Thì con mua còn dư về chú Phong lấy lại sao?
thì chú không lấy lại đi tiền của chú Phong mà. Trời ơi, mua cũng sợ hao tiền đó. Thôi, chú Phong tặng con ăn bánh nè, còn dư trời 8.000 chứ. Thấy thương ghê không? Chú Phong. Ừ. Vừa đủ 4 gói nè. Cảm ơn. Đợi chút xíu ăn mì ha. Để cho chú Phong mượn cái mít đi con. Nè, lửa không cháy rồi. Rồi xé mì đi, xé mì vô tô phụ mẹ đi. Đấy đi mình ăn sớm đi con, để đói bụng. Đấy đi con gái. Cái tô bự kìa hông. Tô bự lắm rồi. Tô bự nằm nè, tô bự kéo.